Ôi, xin chào anh em, chào xin chào gia đình. Bây giờ các bạn có thể đổ móng trụ cột như thế này nha. Không à, xây này. Không phải đổ răng đâu. Hướng mà các bạn làm tốt nhất cái hướng tản mát này là hướng đông nam. Tản mát quay về hướng đông. Quạt sẽ quay về hướng tây. Thì đó đẹp nhất. Đó. Chuồng này có diện tích là 16 x 5 năm. 16 x 5 năm thì các bạn bắt buộc phải bổ thêm dàn mát các bạn nhé. Không sẽ thiệt bị thiếu khí. Trần cao 1,5 m. Đây các bác dùng tôn như thế này. Nhưng mà mình theo các bạn theo mình thì các bạn nên dùng màu tôn kem. Nó sẽ giảm hấp thụ nhiệt tốt hơn rất là nhiều so với cái bạt kia. Dùng gạch block này là ok rồi. Các bạn thì là giả thêm một hàng gạch như thế này. Đây là các trụ cột đây. Chỉ cần hai cây phi 14 này được rồi. Phi 12 cũng được. Tùy theo cái điều kiện của chỗ anh em thôi. Chỗ anh em mà nó ló lốc nhiều thì phải tăng lên. Có thể chạy 3 cây phi 10 cũng được. 10 là cũng 12 xoắn nhá. Đó. Rồi rằng kéo thả xuống. Rồi. Cảm ơn anh em, nếu thấy hay hay like, subscribe và chia sẻ mọi người. Mình sẽ cố gắng làm sao mà có thể cung cấp nhiều thông tin nhất cho anh em. Đó. Đây toàn bộ này, đổ này. Cái này các bạn có thể làm thả 5 mét nhé. Tại vì nếu các bạn làm máy tôn như này, còn không làm bờ lô dưới mình mà làm kèo 3m3 từ 3m đến 3m3 là chuẩn nhất các bạn nhé.